Vừa kết hôn được nửa năm, thành viên nhóm Pháp TV và vợ đưa nhau ra tòa. Lý do khiến cho Vinh Râu kiện vợ mới cưới ra tòa vì sau nửa năm sống chung, cô ấy không chịu ghen. Vào đầu tháng 12/2017, Vinh Râu bất ngờ bỏ cuộc chơi và kết hôn cùng ca sĩ trẻ Lương Minh Trang. Cả hai gặp gỡ nhau trong một buổi casting và ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau đều không mấy tích cực. Hai đứa mình là minh chứng rõ nhất cho câu ghét của nào trời trao của đó, Vinh Râu chia sẻ. Tại hôn lễ, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã dành thời gian đến chúc mừng cho cặp đôi này. Sau nửa năm kết hôn, nam diễn viên bất ngờ kiện bà xã, lý do được người trong cuộc tâm sự rằng dù làm đủ mọi cách nhưng bà xã Lương Minh Trang vẫn không một lần chịu ghen. Diễn viên hài Vinh Râu đã phải nhờ đến phiên tòa tình yêu phán xử. Xuất hiện ở vị trí nguyên đơn, Vinh Râu ngập ngừng tiết lộ rằng cụm từ ghen tuông dường như không có trong từ điển của vợ mình. Anh cho rằng tâm lý người vợ có chồng làm diễn viên, lại đi làm xa, xung quanh luôn có những cô gái xinh đẹp, thì dù không ghen cũng nên gọi điện hỏi thăm. Nhưng với Lương Minh Trang chuyện này chưa từng có. Thậm chí khi nam diễn viên đợi mãi không thấy nên chủ động gọi điện trước thì Lương Minh Trang lần nào cũng chỉ đáp lại, tại anh xui chứ em cũng đang tính gọi cho anh. Rất nhiều lần bà xã anh đều dùng đúng một lý do như nhau. Điều này khiến Vinh Râu không biết cớ vì sao mà lần nào anh cũng rơi vào những trường hợp phải gọi điện thoại cho vợ trước. Vinh Râu cho biết cũng có một số cô gái bày tỏ tình cảm với anh, nhưng chớ trêu là lần nào về kể với vợ thì cô cũng không tin. Lương Minh Trang còn sát muối vào tim chồng khi hỏi ngược lại, anh cũng có người thích nữa hả? Chính thái độ cười đùa và không tin anh nên khiến nam danh hài kiên quyết làm ra khô ra khoai ở lần kiện này. Bầu sắp đẻ, nhìn nhan sắc hiện tại không ai nghĩ Hải Băng tăng 19 cân, thon gọn bất ngờ. Sau một thời gian ở ẩn dưỡng thai, bà bầu Hải Băng tái xuất với hình ảnh xinh đẹp ngỡ ngàng. Hải Băng vác vụn bầu livestream giao lưu với fan. Đang mang thai thiên thần thứ hai ở những tháng cuối, Hải Băng tập trung bồi bổ sức khỏe, không còn thường xuyên cập nhật mạng xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ tái xuất giao lưu cùng người hâm mộ qua một clip livestream. Lâu mới xuất hiện, Hải Băng tự nhận mình khá mập, bệ hết các nét. Mỹ nhân sinh năm 1988 còn hài hước khoe cô đã phải canh độ góc máy để lên hình được đẹp hơn. Tuy nhiên, Hải Băng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng với nhan sắc cực rạng rỡ ngay cả khi đang bầu bì. Nữ ca sĩ trang điểm tự nhiên và đánh chút son để gương mặt thêm tươi tắn. Dù bực mí bản thân tăng tới 19kg nhưng có thể thấy Hải Băng vẫn rất gọn gàng. Ngoài vòng hai nhô cao, bà bầu xinh đẹp dường như không hề bị phù nề và quá mập mạp. Cô luôn nở nụ cười tươi tắn khi trò chuyện và tư vấn làm đẹp cho các fan. Hải Băng tiết lộ cô đã mang thai được 36 tuần. Vợ chồng người đẹp sắp chào đón bé trai thứ hai, đặt tên ở nhà là Côi. Mang thai hai em bé chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Hải Băng vẫn gây ngỡ ngàng với vẻ ngoại hình xinh đẹp. Nữ ca sĩ sở hữu mặt mộc không tì vết trong thời gian bầu bì. Ông xã Thành Đạt cũng luôn ở bên chia sẻ và động viên vợ yêu lúc mang thai vất vả. Bụng bầu lớn, Hải Băng vẫn cùng chồng đưa các con đi du lịch. Giọng ca Viên Đá Nhỏ lựa chọn những bộ cánh vừa thoải mái mà vẫn hợp thời trang. Hải Băng sẽ sinh con trong vòng 2 tuần tới bằng phương pháp đẻ mổ. Trấn Thành lần đầu tiết lộ gia đình phá sản, lớp 10 đã phải đi kiếm tiền bằng cái miệng. Xúc động khi nghe Trấn Thành lần đầu chia sẻ về tuổi thơ khó khăn và con đường đến với nghệ thuật của mình. Là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất hiện nay, Trấn Thành luôn biết cách biến hóa khéo léo, sáng tạo nhất mỗi khi xuất hiện, đặc biệt là việc vận dụng khả năng ăn nói, sự hài hước để chèo kéo sự chú ý của công chúng. Song với khi đàn ông mang bầu, những cảm xúc của Trấn Thành trước khán giả truyền hình là chân thật nhất. Để có được nghệ sĩ Trấn Thành yêu thích nhất hiện nay, anh đã trải qua một tuổi thơ với lắm gian truân vất vả. Đó là những sẻ chia của nam danh hài tại hậu trường Membridge khi đồng cảm xúc động trước tuổi thơ, chặng đường chông gai mà Harry Won từng phải trải qua trước khi trở thành nghệ sĩ như hiện tại. Trấn Thành là con cả trong nhà, anh tự nhận mình là một đứa trẻ cá tính ngỗ nghịch từ nhỏ. Nam diễn viên hài cho biết vì muốn có tiếng nói trong gia đình, không muốn bị áp đặt bởi bố mẹ, anh quyết định lao ra đời kiếm tiền từ nhỏ. Rồi chính những khó khăn đó đã trở thành động lực, khiến Trấn Thành cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, anh cho hay. Từ năm lớp 10, Trấn Thành đã tự kiếm ra tiền. Từ đó đến nay, tôi không xin bất cứ một đồng nào từ bố mẹ. Đến lớp 12 vào đại học sân khấu, Trấn Thành cũng tự kiếm tiền. May sao, trời thương học được một năm, Trấn Thành đạt được giải MC và làm việc cho đến bây giờ.
Chính vì bước vào đời từ khá sớm, Trấn Thành hầu như cảm nhận trọn vẹn những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Điều này khiến anh khá cảm xúc khi nghe Harry kể về quá khứ thăng trầm, bị ruồng bỏ của mình trước khi trở thành một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Thành may mắn hơn Harry là đường đời sự nghiệp của mình khá suôn sẻ. Tuy cũng có nhiều chông gai nhưng không phải là con đường trắc trở, Trấn Thành chia sẻ. Cũng tại hậu trường khi đàn ông mang bầu, Trấn Thành lần đầu tiết lộ gia đình từng khó khăn đến mức phá sản. Có những lúc phải vắt tay lên trán suy nghĩ rằng ngày mai gia đình mình phải về đâu, tối sẽ ngủ ở đâu, thậm chí căn nhà dì ruột cho ở nhờ, gia đình anh cũng phải thấp thỏm lo âu vì không biết người ta sẽ có kế hoạch riêng hay bán đi bất cứ lúc nào. Nếu như Trấn Thành lúc đó là một cậu bé không biết suy nghĩ, tôi sẽ rất nhục chí khi bản thân khá vô dụng. Ngoài nghề diễn viên, tôi không thể nghĩ đến một cái nghề nào khác có thể tự nuôi sống bản thân mình, nam nghệ sĩ cho hay. Nhưng đây Trấn Thành cũng giải đáp thắc mắc vì sao anh có phần am hiểu hầu hết các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Tuổi thơ của Trấn Thành chỉ tập trung vào nghệ thuật, tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật tôi đều xem đủ cả. Và tôi sẽ rất chơi vơi nếu không được làm nghề này. Điều cứu gia đình tôi khỏi khoảng thời gian kiệt quệ nhất. Có thể nói quá khứ cực nhọc, những gian nan Trấn Thành trải qua chính là bước nền để nam danh hài quyết tâm cố gắng có được thành công ngày hôm nay. Song song đó, sự góp mặt của Harry Won trong hành trình còn lại của anh đang là một mảng màu thú vị. Nam nghệ sĩ vẫn tin hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Harry Won bị chồng cấm tham gia Quý Ông Đại Chiến vì tật mê trai. Harry Won ôm ấp trai lạ liên tục hú hét sướng ơi là sướng, Trấn Thành cấm tham gia chương trình về Quý Ông. Trấn Thành đã cấm Harry Won tham gia chương trình về Quý Ông vì thái độ mê trai của vợ. Sau thời gian dài vắng bóng, Harry Won trở lại chương trình Quý Ông Đại Chiến trong tập 10 chương trình. Bà xã Trấn Thành hội ngộ cùng hot girl Sam, diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ ca sĩ đã đưa lý do đau đớn khi mình không xuất hiện trong chương trình này thời gian qua. Theo Harry Won, cô bị Trấn Thành cấm không cho tham gia chương trình này bởi sau những tập đầu, những clip mê trai mất kiểm soát của Harry Won tràn lan trên mạng và lọt vào tầm ngắm của Trấn Thành. Bà quá trời rồi nha bà nội, Harry Won trích nguyên văn câu nói và thái độ của Trấn Thành dành cho mình. Sau lần ấy, Harry Won phải hứa với chồng mình sẽ bỏ tật mê trai. Nhưng ai biết được, trai đến thì cứ phải mê thôi, Harry Won hài hước cho biết. Điều này đã nằm trong máu của cô nên chỉ có thể kiềm chế chứ không bỏ được. Đặc biệt giọng ca của anh cứ đi đi còn vô tư ôm ấp trai lạ và liên tục hú hét. Cô thổ lộ sướng ơi là sướng khi thoát khỏi Trấn Thành để ngã vào vòng tay của người khác. Dù vậy trên sóng truyền hình Harry Won vẫn không quên gửi những lời tình cảm tới người chồng của mình. Thưa chồng, em vẫn yêu anh nhất. Trong 7 cực phẩm tuần này, Harry Won đã dành sự ưu ái cho chàng trai xứ Huế vì xàm và uốn éo như Trấn Thành. Trong một phần thi, Harry Won sẽ hóa thân thành vợ sắp cưới, nhưng lại gặp phải gia đình nhà trai quái ác. Harry Won đến ra mắt, nhưng nhà trai cứ đinh ninh gọi cô là Mai Hồ. Bị gọi sai tên, Harry Won nổi đóa khi phải liên tục nghe nhắc về Mai Hồ và những lời khen dành cho tình cũ Trấn Thành. Nếu Harry Won được nhiều trai đẹp vây quanh, thì Ninh Dương Lan Ngọc lại âm thầm dành riêng cho mình một cực phẩm. Trong 7 chàng trai của tập 10, thí sinh Đoàn Thanh Tùng chính là người gây ấn tượng vô cùng đặc biệt. Trở về từ Nga, Đoàn Thanh Tùng chính là người đứng đầu bộ môn tân bóng nghệ thuật tại châu Á và lọt vào top 16 thế giới trong suốt 13 năm theo đuổi bộ môn này. Với Thanh Tùng, bóng đá là một nửa cuộc sống và giúp anh Chu Du giao diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh tài năng, Thanh Tùng còn ghi điểm trong lòng các bóng hồng showbiz bởi sự chân thành mộc mạc. Khi biết Thanh Tùng chưa có bạn gái, Ninh Dương Lan Ngọc bạo dạn đề nghị, hãy để em lùm bóng giúp anh. Trái ngược, Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩ Dạ lại dùng hai con của mình để kết thân với chàng thầy giáo trẻ đến từ tỉnh Cà Mau. Trấn Thành khóc lóc trách Harry Won, đề giao chỉ bán bún, vợ còn bắt bán thân. Để bán được số lượng hàng nhiều nhất có thể, Harry Won không ngừng ngại bán chồng chỉ với một nụ hôn của khách hàng. Sau thử thách hài hước về kế hoạch chi tiêu, các gia đình của khi đàn ông mang bầu tiếp tục đến với thử thách tiếp theo mang tên một ngày mưu sinh. Sau một nửa hành trình tìm tòi những kiến thức thú vị xung quanh các giai đoạn thai kỳ, đây là thử thách giúp các nghệ sĩ có thể trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn về những khó khăn vất vả mà một bà bầu phải trải qua để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Để hoàn thành thử thách tuần này, các gia đình phải có mặt tại chợ Bến Thành, trở thành những tiểu thương bán bún bò, hủ tiếu, bánh cuốn. Trong thời gian 3 giờ đồng hồ, gia đình nào kiếm được nhiều tiền nhất sẽ chiến thắng.
Ngoài ra, khó khăn đưa ra là mỗi gia đình bắt buộc phải có 2-3 bầu ghé quán, thiếu một bà bầu sẽ bị trừ 200.000. Tất nhiên, số tiền ba gia đình kiếm được sẽ được dùng với mục đích ý nghĩa. Ở gia đình Việt Hàn, không chỉ áp dụng tài ăn nói duyên dáng hài hước có sẵn, cặp đôi còn đầu tư hẳn một cặp micro phục vụ cho việc rao bán hàng. Chính điều này giúp cả hai nhanh chóng thu về lượng khách áp đảo hai gia đình còn lại, nhưng cũng không ít những phiền phức rắc rối xuất hiện sau màn chèo kéo khách thú vị. Nếu Hứa Vĩ Văn phải dùng cả ngoại hình để câu khách nhưng vẫn ế, Song Giang phải tản ra khắp chợ để tìm khách hàng, thì Trấn Thành lại thu hút khá nhiều fan nữ bao quanh vì chiếc micro thú vị này. Song tình huống éo le khi hàng loạt khách nữ bao quanh đòi hôn Trấn Thành mới mua đồ ăn khiến nam danh hài không khỏi bối rối. Liều mình xin phép vợ đổi nụ hôn để lấy tiền, Trấn Thành đã khóc lóc chia sẻ. Lúc đầu giao đề là bán bún, bây giờ còn bán thân luôn, hỏi con vợ là nó ừ liền, khiến người xem không nhịn được cười. Nhưng cũng chính tình huống thú vị này giúp gia đình Sinri mang về không ít khách hàng tiềm năng tại chợ Bến Thành. Riêng Harry Won, nữ nghệ sĩ vô cùng hứng thú với thử thách thú vị này. Không chỉ chú tâm nướng thịt, Harry còn đặc biệt thương người khi bán rất nhiều, khiến Trấn Thành không khỏi hoang mang. Thậm chí nam nghệ sĩ cho rằng đây là ngu, Harry vẫn nhẹ nhàng thanh minh. Không có, đừng nói em vậy, em ngu làm sao lấy anh được, em thông minh em mới lấy anh đó, khiến Trấn Thành mát lòng và không còn cãi được gì.